Và các bạn, hiện tại tôi đang đứng tại gian hàng Miniso tại khu Time City, Minh Khai, Hà Nội. Lúc này đây thì tôi đang có một cái sự bất ngờ khi là gặp một thần tượng của tôi ở đây. Vâng, xin chào anh, Sơn Tùng MTP. Tại sao anh lại đứng ở đây mà không phải đi hát vậy? Anh không chẳng lấy gì cả. Vâng, như quý vị các bạn có thể thấy thì anh ấy có đeo một chiếc lắc tay bằng trị giá 2 tỷ rưỡi, mặc một bộ đồ bán hàng. Vâng, đây là chất liệu da bò và áo phông Miniso, cũng rất đắt tiền. Và theo đó là anh sẽ cầm một cái chiếc túi. Thần tượng của tôi bây giờ cũng phải đi bán hàng để có thể mưu sinh kiếm sống qua ngày như thế này. Tôi hỏi thì anh không nói gì cả. Có lẽ là anh xúc động và có một sự hổ thẹn lớn nên anh không thể nói gì được với tôi. Cho hỏi tí, anh cũng không nói gì cả. Thôi thì chúc anh làm việc tốt, đứng trong cái hàng và xin gặp lại anh lần sau. Hayo gozaimasu. Hayo hajio. Goodbye.